Chào quý vị khán giả, chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Út xin mời quý vị khán giả cùng đồng hành với Út xin đi khám phá khu di tích lịch sử. Đây là khu di tích lịch sử nha cả nhà. Hello cả nhà thân yêu, bữa nay Út xin đi khám phá khu di tích lịch sử nha cả nhà. Đây là khu di tích lịch sử. Khu di tích lịch sử nha cả nhà. Út mời cả nhà mình đồng hành cùng Út xin vô trong này. Cả nhà mình cùng xem. Cả nhà nhìn thấy đẹp chưa? Đây, cả nhà nhìn xem đây, rất đẹp nha cả nhà. Khu di tích lịch sử. Mời cả nhà mình cùng đồng hành với Út xin nha. Đây là cái lầu đi lên cả nhà ơi. Đây. Đi cả nhà nhìn xem ở trong. Cả nhà nhìn thấy đẹp không? Nếu thấy phong cảnh đẹp cho Út xin một like và một lượt chia sẻ cho cả nhà. Út cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng Út xin nha. Cảm ơn rất nhiều.